Là một người chơi máy tính thì trong chúng ta luôn có một câu hỏi từ lúc bắt đầu chơi đi là cạc quadro để làm gì? Nhiều người nghĩ rằng là cạc quadro để làm việc. Ừ thì đúng là làm việc thật, nhưng mà thực sự chúng ta có cần nó không? Hãy cùng trả lời câu hỏi đó trong video này nhé. Vậy thì quadro là gì? Cạc quadro ấy là dòng cạc đồ họa của Nvidia, tức là dành cho các thứ đồ họa, và nó sẽ hướng tới những đối tượng người dùng mang tính workstation hơn một chút. Ví dụ như đây là chiếc cạc màn hình Quadro T600, anh có thể nhìn thấy cái form factor của nó rất bé, rất xinh đúng không? Đây là một trong những chiếc cạc bán rất là chạy trong dòng Quadro của chúng mình đấy, bởi vì nó có mức giá khá là rẻ anh em ạ, dưới 5 triệu. Còn cạc GeForce ấy, thì cạc GeForce là một chiếc cạc dành cho những đối tượng người dùng lớn hơn, phục vụ cho những cái mục đích gọi là nhỏ hơn một chút, không chuyên một chút, những mục đích to hơn một chút, lợi rộng hơn một chút. Ví dụ như là chơi game này, giải trí này, có một chút làm việc này, nói chung là cứ mỗi chút nhúng một tí. Vậy thì chúng ta có thực sự cần cạc Quadro để chỉ làm việc không? Hãy cùng trả lời nhé. Thì đây là chiếc máy tính workstation của Hacom, tức là một cái giải pháp all-in-one khá là đơn giản để cho anh em có thể đầu tư cho mình một chiếc máy workstation mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái cấu hình hay là cái mức lựa chọn của nó. Trong này thì là chiếc CPU i3 đời 13 và một chiếc cạc màn hình là chiếc Quadro T600 mà mình nhắc tới lúc nãy. Nhưng để so sánh với chiếc cạc này thì mình đã lựa chọn một chiếc khác, đó chính là chiếc GTX 1650, một chiếc cạc GeForce mà rất nhiều anh em sử dụng. Có thể nói đây là chiếc cạc rẻ nhất và có mức hiệu năng tều nhất trong những chiếc cạc mới của Nvidia trong thời điểm hiện tại. Thì tại sao lại chọn con này trong khi mức giá con này thấp hơn khoảng tầm 1 triệu so với cả chiếc T600 này? Thì đơn giản là cả hai em này đều dùng cấu trúc, đều dùng chip TU117, tức là cùng với cả một cái chip như vậy thì đây là một chiếc cạc và đây là một chiếc cạc khác, và cũng đều cùng có 4GB RAM. Thì hãy cùng xem nó có những cái khác biệt gì nhá. Thì mình đã test ở đây một số những phần mềm anh em hay sử dụng, anh em hiểu không? Những kiểu ví dụ như chơi game qua này, hoặc là test Photoshop này, Premiere Pro vân vân. Thì mình test ở đây đúng không? Anh em thể thấy này, ở trong cái màu vàng, màu cam là T600 anh em nhá, và màu xanh là GTX 1650, thì anh có thể thấy trong Time Spy, tức là một cái bài benchmark GPU rất là cơ bản để những kiểu chơi game chơi cùng ấy, thì chiếc cạc GTX 1650 của chúng ta thắng hơn rất nhiều luôn, rất là nhiều, hơn 1.000 điểm, và có thể gần như là gấp đôi so với số điểm của T600. Ở trong 3ds Max cũng hơn, chỉ khoảng tầm 30 điểm gì đấy. Máy AI cũng vậy, Showcase cũng vậy. Và mình cũng test thêm đó chính là Premiere Pro và Photoshop. Thì mình có thể đảm bảo với anh em rằng là hai chiếc cạc này gần như không có sự khác biệt gì cả. Trong Photoshop còn trong Premiere Pro còn cao hơn một chút cơ với chiếc Gigabyte GTX 1650 này. Vậy thì tại sao lại như vậy? Trong khi chiếc cạc T600 này là một chiếc cạc làm việc mà nó lại thua với chiếc GTX 1650 này ở làm việc như thế. Thì câu trả lời đó chính là cái nằm bên trong của cái đấy cơ. Anh em phải hiểu, dù là dùng chung một chip nhưng em này lại yếu hơn một chút về shading unit hay là CUDA core đấy, và còn yếu hơn cả texture mapping unit nữa, khiến cho nó yếu hơn về các khoản ví dụ như là chơi game hay là những cái khoản ví dụ như là đấy, mở các Maya 3ds Max, có vẻ như là bị ảnh hưởng bởi cái texture mapping unit đó. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là với những cái tác vụ này thì không cần phải dùng những con này Quadro như này. Nhưng khi mà anh em làm chuyên sâu hơn một chút thì có lẽ chiếc cạc này lại cháy hơn rất nhiều đấy anh em ạ. Đây, để mình cho anh em xem tiếp kết quả đấy nhá. Ui dồi ôi, anh em nhìn thấy đáng sợ chưa? Đây, vẫn là như thế nhá, vẫn màu cam là T600 và màu xanh là GTX 1650. Và anh có thể thấy là trong những cái bài test này thì GTX 1650 thua hoàn toàn luôn. Này, bài test về Kasia này, Creo này, Energy Medical này, Siemens NX này, SolidWorks. Thì anh em thể thấy đây có những cái con số điểm cách nhau khoảng gấp 10 lần điểm luôn. Ví dụ như là Siemens này thì gần 10 lần điểm luôn. Và một phần nữa có thể nói đó chính là cái lý do tại sao ở cái driver nữa. Quadro có driver riêng dành cho Quadro, và GTX thì có driver riêng dành cho GTX, sẽ mang mục đích chuyên hơn cho gaming và ít hơn cho các content creator. Còn chiếc này thì sẽ chuyên hơn cho những cái tác vụ làm việc rất là sâu lắng như này. Thế vậy thì kết luận là như nào? Chiếc cạc màn hình GeForce của chúng ta sẽ đem lại những lợi thế, ví dụ như là giá thành rẻ hơn này, hiệu năng làm việc cao hơn này, và phục vụ được những tác vụ đa tác vụ hơn, những tác vụ rộng hơn, nhiều tác vụ hơn, số lượng tác vụ hỗ trợ nhiều hơn rất là nhiều so với cả một chiếc cạc như này. Và nếu mà anh em là một người chỉ chơi game là nhiều này, hoặc là thỉnh thoảng ấy nhá, đụng vào những cái tác vụ như là làm việc chẳng hạn như là Premiere Pro, Photoshop hay gì đấy, thì một chiếc cạc GeForce là đã là quá đủ rồi, không cần phải đầu tư thêm. Đó là do sao mà mình cảm thấy rằng rất là nhiều người họ cũng chả chọn Titan hay là chọn Quadro gì cả, họ chọn lô trò đó chính là RTX 4090, bởi vì nó có VRAM nhiều,
nó có VRAM xịn, nó có CUDA core nhiều, nó có texture mapping unit nhiều. Thế là xong rồi. Còn nếu mà Quadro ấy, Quadro sẽ có những gì? Một cái set driver cực kỳ là ổn định, một cái set driver cực kỳ là chuẩn cho những cái tác vụ làm việc. Những cái công nghệ làm việc mới nhất sẽ nằm trong chiếc Quadro này. Nếu mà anh em là một công ty, một gọi là những người nào mà chuyên làm cho những cái kiểu cái tác vụ cực kỳ là chuyên biệt này thì hãy sử dụng Quadro. Hoặc những anh em nào làm cho một công ty, một doanh nghiệp mà yêu cầu sự ổn định tối đa từ chiếc cặp màn hình ấy thì Quadro là giải pháp cực kỳ là tối ưu cho anh em. Nó giống như kiểu là RAM ECC ấy, là cái những giải pháp rất là workstation, những giải pháp rất là chuyên sâu cho cái tác vụ của mình. Thế đó là lý do sao mà anh em nên chọn Quadro và có lý do sao mà anh em nên chọn GeForce, anh em hiểu không? Nếu mà anh em muốn build máy tính, tất nhiên rồi, và Acom. Nếu mà anh em muốn có những cái giải pháp workstation mà không cần phải lo lắng quá là nhiều về cái vấn đề gọi là suy tính gì thì Acom cũng có rất là nhiều cái giải pháp, từ i3, i7 tới cả những chiếc cặp Quadro cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhé.